Chào các bạn, có lẽ giờ đây nhiều bạn đã ở bên gia đình chuẩn bị các công việc cho một cái Tết vui vẻ rồi. Có một việc cực kỳ quan trọng để đón Tết tươm tất, đó chính là việc nếu ai còn thiếu cho mình một chiếc tai nghe thì hãy sắm ngay đi thôi. Để Tết này còn khoe với bạn bè và tranh thủ những ngày nghỉ bù để quẩy một chút nhạc nữa. Vì thế nên hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cả nhà một chiếc tai nghe đến từ thương hiệu Beyer Dynamic. Đó là chiếc Beyer Custom One Pro Plus, sản phẩm theo mình nghĩ là rất thích hợp kể cả cho công việc hay cho cuộc sống hàng ngày. Đầu tiên đương nhiên lúc nào cũng là phần hộp. Hộp của Beyer Custom One Pro Plus khá lớn vì đây là một sản phẩm full size, xếp trong phân khúc tai nghe phòng thu. Ở bên ngoài ta sẽ có hình ảnh và tên sản phẩm được viết khá rõ ràng, và mặt bên sẽ là thông tin liên quan đến tai nghe, khá dễ dàng cho ai muốn tham khảo khi mua sản phẩm. Bên trong chúng ta sẽ có một vài phụ kiện đi kèm, bao gồm một số giấy hướng dẫn sử dụng, một dây cắm jack 3.5 dài 3m và một dây khác ngắn hơn dành cho việc sử dụng trên thiết bị di động với phần mic và điều khiển. Cả hai dây này đều khá là dày và chắc chắn theo như mình quan sát. Đồng thời như thường lệ chúng ta sẽ có một jack 6.3. Ok, nhân vật quan trọng nhất của chúng ta đây, Beyer Custom One Pro Plus. Thế mỗi lần đọc cái tên này mệt muốn chết. Ngay từ vẻ ngoài thì ta có thể thấy đây là một chiếc tai nghe rất cứng cáp, đúng như truyền thống nổi đập cổ đá của Beyer Dynamic. Cầm nó rất đầm tay, tuy nhiên khi đeo lại không gây cảm giác quá là nặng nề. Màu chủ đạo trên chiếc tai nghe này là đen, màu sắc khá trung tính và đặc biệt là chống bẩn rất tốt. Các chi tiết trên sản phẩm đa phần là bằng kim loại chống sức, tạo nên vẻ khỏe khoắn và hiện đại. Phần pad da thì được làm mềm mại, tuy nhiên vào mùa hè thì có thể các bạn sẽ hơi gặp rắc rối bởi vì nó khá là bí. Bù lại thì khả năng cách âm của sản phẩm được gia tăng, cũng như việc áp lực lên tai các bạn sẽ được giảm bớt khá. Các chi tiết trên tai nghe hầu hết được cố định bằng ốc vít thay vì dán keo như nhiều thương hiệu khác. Ngay cả headband cũng được bọc da thay vì gắn chết. Việc này thì khiến cho Custom One Pro Plus tăng trọng lượng khá là nhiều. Tuy nhiên thì đem lại khả năng sửa chữa và thay thế dễ dàng khi mà có sự cố xảy ra. Nó tạo nên sự linh hoạt đúng với lại cả cái chất custom mà nó mang tên. Cảm giác đây là một chiếc tai nghe cực kỳ ngầu và bền bỉ. Bây giờ đem lại cho chúng ta một sản phẩm với độ thổi biến cao ở việc các bạn có thể thay đổi hình ảnh ở trên phần cổ tai theo cá tính của mình. Nhà sản xuất cho chúng ta rất nhiều những cái miếng để thay đổi, và mình nghĩ thậm chí các bạn có thể tự tạo ra những cái miếng trang trí kiểu như thế này để phù hợp hơn với cả bản thân. À quên nhắc luôn, thì khi mà các bạn mở hộp ra ấy, nó sẽ có một cái tranh chữ L nhìn như cái thanh cài cửa ấy. Thực ra nó là tua vít lục lăng đặc chủng để thay mấy cái miếng này, cho nên là đừng có vứt đi nhá. Ok, giờ chúng ta sẽ đến với phần chất âm của nó. Trước hết phải nói Custom One Pro Plus thuộc dòng sản phẩm Custom, bên cạnh một số dòng nữa là Custom Studio dành cho dân chuyên nghiệp, Custom Game dành cho game thủ, Custom Street dành cho nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển. One Pro Plus được thiết kế đa năng, phục vụ cả nhu cầu thẩm âm lẫn thưởng âm thuần túy. Có thể nói điều nổi bật nhất và khiến chiếc tai nghe này có tính custom nhất chính là việc bạn có thể tùy biến âm thanh một cách dễ dàng. Trên One Pro Plus có hệ thống Sound Slider, được hiểu đơn giản là một hệ thống kiểm soát các lỗ thông hơi độc đáo do Beyer Dynamic tự nghĩ ra. Thông thường trên các tai nghe thì sẽ có cổng thông hơi cố định nhằm tối ưu luồng không khí qua lại, từ đó kiểm soát âm trầm. Riêng Beyer Dynamic họ đã thiết kế cần gạt hai bên vỏ tai nghe với 4 mức dựa trên 3 cổng thông hơi, cho phép thay đổi chất âm theo phong cách từ chuẩn cho đến tăng cường bass. Dĩ nhiên thay đổi mức độ của cái phần Custom Sound Slider này sẽ tác động đến khả năng cách âm của tai nghe. Càng mở rộng cái phần này để tăng bass thì khả năng cách âm sẽ kém đi đôi chút, đồng thời tổng thể âm thanh thì nó cũng sẽ bị thay đổi. Tuy nhiên là nó sẽ không quá nhiều, điều này sẽ tùy thuộc vào các bạn điều chỉnh sao cho phù hợp với cả cái gu nghe của bản thân nhất. Có thể nói ưu thế của Custom One Pro Plus vẫn sẽ là sự tự nhiên về âm nhạc. Mang loa của Rival mới trên tai nghe này thuộc hàng mỏng nhất thế giới, nhằm đáp ứng được nhiều loại nguồn khác nhau, giải bass đi từ đông đến rất sâu tùy chế độ với độ chi tiết vừa phải, nhấn nhiều về upper bass và kiểm soát sub bass rất tốt, mang lại một tốc độ sôi động cho các thể loại nhạc rock, dance hay là EDM hay pop. Chất của sản phẩm này không quá gắt mà ở mức ổn, chi tiết thì khá là tốt so với cả một cái chiếc tai nghe thiên bass. Chiếc giải mid của Custom One Pro Plus vẫn mang đặc trưng của dòng Beyer Dynamic với tính chất mỏng, có lẽ là sẽ hơi thiếu đối với cả những cái bạn có nhu cầu nghe nhạc ra. Tuy nhiên nó vẫn được đảm bảo với sự ổn định khi không hề có hiện tượng méo. Nhà sản xuất đã rất cố gắng để đem tới cho người dùng một sản phẩm cân bằng giữa nhu cầu của đa dạng người dùng mà không cần hy sinh quá nhiều một giải âm nào đó. Về cơ bản, thứ khiến Custom One Pro Plus trở nên một chiếc tai nghe hấp dẫn nằm ở chỗ nó cho người dùng khả năng cá nhân hóa sản phẩm ở mức cao nhất, khi họ có thể thay đổi từ ngoại hình cho đến một phần chất âm rất dễ dàng trong quá trình sử dụng. Với mức giá không quá cao ở thời điểm hiện tại, khả năng linh động giữa các nhu cầu làm việc và sinh hoạt, Custom One Pro Plus xứng đáng là một điểm khởi đầu cho những người cần đến một chiếc tai nghe bán chuyên, và chắc chắn nó sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Đừng quên ghé cửa hàng của Solong Media để nghe thử nếu như bạn có hứng thú với cả Custom One Pro Plus, thậm chí ngay cả trong dịp Tết này, năm mới đồ chơi mới. Hãy tự thưởng cho mình vì đã làm việc chăm chỉ một năm nhé. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ. Chúng mình sẽ trở lại trong loạt video review các sản phẩm nghe nhìn trong năm tới đây. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.